Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm Saffron Nhụy Hoa Nghệ Tây. Video này nhằm mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích về sản phẩm Saffron trên thị trường hiện nay. Những vấn đề được đề cập đến trong video bao gồm 1. Saffron là gì? 2. Công dụng Saffron 3. Thành phần của Saffron 4. Hướng dẫn sử dụng Saffron 5. Hesa Việt Nam lựa chọn được tin tưởng bởi người tiêu dùng. Saffron là gì? Những điều cần phải biết. 1. Saffron là gì? Saffron là một loại gia vị được sản xuất từ nhụy hoa của cây nghệ Tây. Mùi vị và hương thơm như cỏ khô. Saffron là một trong những loại gia vị đắt tiền nhất thế giới. Mỗi cây nghệ Tây có khoảng 2-3 bông hoa màu tím. Mỗi bông hoa có khoảng 3 đầu nhụy màu đỏ thẫm. Đây chính là phần mang tên Saffron. Saffron có giá trị cao bởi tính năng dược thảo và rất nhiều công dụng chăm sóc sức khỏe làm đẹp. Công dụng Saffron nhụy hoa nghệ Tây. 2. Công dụng Saffron hỗ trợ điều trị mất ngủ, chống lão hóa hen, suy giảm chức năng, tăng cường trí nhớ, làm dịu cơn ho hen, hỗ trợ điều trị viêm phế quản, giảm các vấn đề liên quan đến kinh nguyệt ở phụ nữ, giảm suy yếu thần kinh hen, viêm đa xơ cứng, giảm sốt, sốt co giật. Giảm huyết áp, giảm cholesterol and lưu thông máu, hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer, giúp tim mạch khỏe mạnh, thanh lọc gan, thận, bàng quan, hỗ trợ điều trị hen, phòng chống ung thư, hỗ trợ chữa hen suyễn, chống hen, hỗ trợ điều trị trầm cảm, kích thích ham muốn tình dục tự nhiên. Thành phần của Saffron được chiết xuất từ 100% nhụy hoa nghệ Tây. Đối tượng sử dụng Saffron. Sử dụng Saffron rất tốt cho tất cả mọi người, kể cả người lớn, trẻ em hay người già. Đối với phụ nữ sau sinh, sử dụng Saffron Siam để kích thích sữa, giảm rụng tóc, mờ thâm nám, giúp ngủ sâu và ngủ ngon, giảm khả năng trầm cảm sau sinh. Những người mắc các bệnh tim mạch, huyết áp cao, béo phì cũng nên sử dụng Saffron để hỗ trợ cải thiện bệnh. Hướng dẫn sử dụng Saffron: nghiền nát và ngâm sợi nghệ Tây trong nước nóng trong 15 phút, sau đó thêm các thành phần mà bạn muốn pha chế. Saffron cần độ ẩm để hydrat hóa lại, khi đó nhụy Saffron sẽ giải phóng đầy đủ hương vị và màu sắc rực rỡ của nó. Không nên sử dụng quá 50 sợi Saffron mỗi ngày, tùy vào sức khỏe của mỗi người để lựa chọn sự kết hợp phù hợp nhất với sức khỏe từng cá nhân. Một số cách dùng Saffron phổ biến: uống 3 Haman Saffron nhụy hoa nghệ Tây 1 gram với nước ấm. Bạn chuẩn bị khoảng 200-500ml nước ấm từ 60-70 độ C. Sau đó, thả từ 5 tháng 10 sợi Saffron vào, đợi khoảng 3-6 phút cho Saffron tan đều trong nước, có màu vàng óng, hương thơm lan tỏa là có thể uống được. Uống nhụy hoa nghệ Tây cùng hoa cúc. Ban đầu, bạn thả 5-10 sợi Saffron vào 200-500ml nước ấm, 70-80 độ C, sau thả tiếp 4-5 bông hoa cúc khô vào rồi khuấy đều, đợi một lúc cho hai nguyên liệu tan vào nước, có màu vàng sánh, lan tỏa hương thơm thì có thể thưởng thức. Saffron kết hợp với hoa cúc cũng là một ý tưởng khá thú vị, không những thế nó còn có tác dụng rất lớn trong việc giúp hỗ trợ chữa bệnh mất ngủ và đau đầu. Uống nhụy hoa nghệ Tây với sữa, thả 3-5 sợi Saffron vào cốc sữa ấm, chờ trong vòng từ 3 tháng 5 phút để Saffron tan màu trong nước, sau đó có thể uống nghệ Tây với sữa trước khi đi ngủ 30-40 phút cũng giúp thư giãn, mang lại giấc ngủ sâu, ngon giấc, không còn cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy. Phụ nữ mang thai có thể uống Saffron với sữa ấm 1-2 lần trong ngày, tuy nhiên không nên uống lúc đang đói bụng. Uống nhụy hoa nghệ Tây với mật ong. Nhụy hoa nghệ Tây tẩy da chết, yến trưng nhụy hoa nghệ Tây, Saffron, sản phẩm chất lượng, hiệu quả tốt cho sức khỏe của mọi người, đặc biệt nó có công dụng làm đẹp, phù hợp cho những chị em vừa muốn chăm sóc sức khỏe vừa làm đẹp. Hesa Việt Nam lựa chọn được tin tưởng bởi người tiêu dùng. Đến với Hesa Việt Nam, khách hàng sẽ hoàn toàn được yên tâm. Các sản phẩm chất lượng 100%. Đến với Hesa Việt Nam, chúng tôi sẽ không chỉ đơn giản đưa đến bạn những sản phẩm tốt nhất, mà chúng tôi sẽ luôn có các chuyên gia dinh dưỡng, tâm lý hỗ trợ đồng hành cùng mẹ và bé trong suốt hành trình mang bầu và sau sinh. Hesa Việt Nam không đơn giản là thấu hiểu mẹ, mà hơn cả đó là sự đồng hành. Cảm ơn bạn đã xem video, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video bổ ích miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.